Hiện tại em đang đứng trước cái đường vô nhà của chị Yến cả nhà. Mới vừa xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp trao tiền mạnh thường quân, bất ngờ chú chó được đeo tan rồi tự nhiên hết khóc luôn cả nhà. Mời cả nhà vào trong xem video nha. Ở nhà mình không có đi làm cho người ta, nhưng mà ở nhà thì mình có làm đồ bỏ mối cho người ta, thì cũng là cũng giống như là mình đi làm nhà công, cái gì người ta đặt mình có số lượng, thì cái số lượng đó khi mà mình không cần thiết á thì mình đi làm, là sau khi nào mà mình phải cần thiết ở nhà với vợ con thì mình làm đổ nhà, mình giao cái bộ cho cái thầy dạng kia, chứ không phải là ở nhà là không, đó là vậy. Ở nhà mình làm đá không? Có làm đá với làm mấy cái tháp, mấy cái quách rồi đó, rồi bỏ cho mấy cái cơ sở người ta bán đó. Thì tại cơ sở này thông thường là nó là bạn của mình, cho nên nó cứ cái hoàn cảnh của mình, nó sẽ đặt cho mình bất cứ lúc nào mình làm mình giao qua mình lấy tiền. Chứ không có như người ta là đã tới mùa tới màng mà đặt để phải chôn vốn đó, thì nó hỗ trợ mình cái phần đó. Ngày rảnh giờ nào cứ làm giờ đó, thậm chí trời nắng thì làm cho ta, thì trời mưa ở nhà ấy về nhà làm vào cho ta. Thì cho nên là mình được cái lựa chọn ở nhà và trong cái quá trình vậy. Là mình vừa làm ở nhà rồi vừa chăm ba đứa nhỏ luôn ha. Thì mình cứ lo cái chuyện tụi nó trước, xong xuôi ổn định rồi thì mình ra thì mình làm. Thì làm được mấy tiếng thì làm. Tại vì mình làm 2 ngày được món đồ mình giao thì cái này mình làm 3 ngày. Thì mình cũng có cái thu nhập đó để mua sữa, mua sùng rồi cho con đi chợ. Đó, nó được cái may mắn là những người bạn người ta không giúp mình bằng vật chất, người ta giúp mình bằng cái tình cảm. Thì đó giống như là tạo một cái điều kiện thuận lợi cho mình rồi. Tại vì bây giờ là anh giờ phải là người cha, phải lo cho ba đứa nhỏ. Ba đứa nhỏ thì nó mới vừa sinh ra chứ chưa có được cứng cáp nữa. Và anh phải làm, anh vừa làm việc ở nhà rồi vừa lo cho mấy đứa nhỏ. Còn mấy anh chị lớn thì còn phải đi làm thì nó đi làm. Nó đi làm để nó sống. Thì cái nhu cầu của mà nó chỉ mong nó đứa nào lớn thì nó nghỉ học rồi nó học không tới thì nó không vừa học á thì nó đi làm. Mình khuyên nó là nó đi làm thứ nhất đó là nó sẽ tiếp xúc với ngoài xã hội, nó cũng có cái tâm tự lập, còn làm bao nhiêu thì cứ dở mà xài, dở mà dùng. Còn thí dụ có dơ vợ con che cho mẹ ăn nhiều phê ăn bánh hay gì đó, cái đó là công việc của tụi con. Thì nó sẽ giảm đi cái áp lực mình lo cho nó. Nhưng mấy cái đứa thì nó không chịu làm phải lo những ngày mà thương năm đi làm, chứ không phải là khuyên thì chính tình. Thì giống như là giờ hai đứa lớn cũng đã đi làm được rồi, kiểu như là cũng tự lo cho bản thân được rồi. Dù như dư chút đỉnh đó thì lo lại cho cha với lại lo cho em của mình, cho mấy đứa nhỏ. Thì nói chung nó cũng đỡ cái lần đó nó là như vậy. Nhưng mà thực chất ra mà nói thì cái sự việc nó xảy ra như vậy thì nó rất là rối lắm. Đâu phải mình nói xuông thì được, nhưng mà trong cái quá trình mà nó mất như vậy mình lây nó rất là khó, không bằng người mình. Như người mẹ thì khóc đó, thì ông đứa làm con bố. Còn mạnh và ba đứa pha bình sữa, đứa này đứa kia đói, cái nhỏ khóc nó là cùng nó rối. Thì nói là mình sắp xếp thời gian là thì rảnh là ra làm, chứ thật sự là cũng chưa kịp làm nữa thì nó thất nó đồ nữa. Chứ không phải là, nhưng mà mình phải chấp nhận cho từ từ thì ví dụ qua một hai tháng đó rồi con mình nó cũng đỡ thì nó sẽ dễ hơn. Yêu cầu là mình cố gắng vượt qua cái khó khăn đó thì giống như cha con hiểu với nhau rồi thì nó ít nhõng nhẽo hơn. Bình thường thì chăm một đứa thôi cũng đã rất là cực rồi. Và cái này là sinh, ví dụ như sinh đôi á là cực gấp đôi, còn thì sinh ba là cực gấp ba phần. Bây giờ mà nói á thì nó cũng nói thật lòng, mình cũng không đẩy cho mình vô cái sự suy nghĩ mà tiêu cực. Mình suy nghĩ tích cực rồi, sáng ra rồi mình dậy rồi mình lau nhà quét dọn rồi có gì đi chợ không được thì gửi người ta, thì mình đây mình có chăm sóc tắm rửa cho nó bú nó lành rồi thì mình tính mình tính thì mình tính cái chiều hướng nó tích cực á, mình nó dễ đi ra giải quyết công việc hơn.
chứ không phải mình cứ lo sợ là nuôi không được hay là chăm không xong. Thì nói chung ai cũng nghĩ mình sẽ là gặp rất là nhiều cái đó. Mà mình nói ủa bình thường, mình nói nếu mà thiệt thì mình không có ổi mình đâu, mình cố gắng. Yeah. Bây giờ là mình chỉ biết cố gắng thôi ha, cho dù có khó khăn tới cỡ nào cũng cố gắng vượt qua ha. Tại vì giờ mẹ mất, vợ mất thì mất hết được một cái tâm tan mặt rồi. Bây giờ mình phải như vậy. Hôm qua tới bữa nay là anh gặp con chưa anh Tâm? Rồi, mới lên rồi hồi sáng. Dạ. Mới lên sáng Tâm rồi. Dạ. Dạ thì sẵn đây thì em xin gửi một cái phần tiền của Mạnh Thường Quân là chị Đặng Phương ở trên Facebook á, gửi cho gia đình mình 200.000 ha. Thì em xin thêm được trao cho anh luôn ha. Dạ đây à, con gửi đây nè. Dạ. Anh gửi lời cảm ơn chị Đặng Phương nè ha. Thì thay mặt gia đình cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân với lại chị, chị Đặng Phương. Chị Đặng Phương cũng hỗ trợ gia đình vượt qua cái khó khăn. Cũng không biết nói gì hơn, mình cũng vô cùng biết ơn. Cảm ơn rất nhiều. Thì nói chung là tụi em là chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình mình lên, thì Mạnh Thường Quân mỗi người một chút gì đó, thì gom lại rồi mình có thể là để dành một số tiền để dành lo cho mấy đứa nhỏ. Ví dụ như những lúc mình nè, ví dụ anh bệnh đau nè, đúng không? Mình cũng sẽ có những lúc mình bệnh đau cũng phải có những phần tiền để dành để mà lo cho mấy đứa nhỏ những lúc đó. Cũng có thể là nói thì là vừa nuôi con vừa làm thì nói thì mình nói vậy. Dạ. Nhưng mà muốn mà vừa nuôi con mà vừa làm thì ít ra cũng là cũng hơi lâu để cho tụi nó lớn một chút. Lớn có nghĩa là nó cứng cáp một chút. Yeah. Chứ không phải là bây giờ mà làm được cái chuyện đó thì rất là khó. Dạ. Yeah. Thì mình phải có một cái thời gian để mà mình cân bằng, bây giờ là mình thích nghi với lại cái sự chăm sóc từ nhỏ. Quen cái nào rồi. Yeah. Mình sẽ quen cái chuyện đó. Thời gian sau này chắc chắn anh sẽ rất là cực luôn á. Cực thằng nhỏ lớn rồi. Nhưng mà tuy là vậy nhưng mà cái cực này nó gặp mấy lần. Dạ. Khi mà anh nghĩ về cái tương lai sau này á thì anh có cảm thấy là mình bế tắc hay là như thế nào không? Thì đôi khi cũng có nghĩ tới. Nghĩ tới ở đây không phải là nó bế tắc về cái vấn đề là cái gì. Mà mình sợ như là mình vừa cố gắng nuôi con, mình vừa cố gắng làm để kiếm tiền cho nó ăn no, ăn đủ. Thì cũng có phải bị suy nhược cơ thể cái thân người ta đó. Yeah. Thì cái sức khỏe của mình nó đi xuống. Chứ nó không cho phép mình nhột như cái ý của mình. Nhưng mà mình thì cũng cứ làm được, cứ làm. Phải làm được, phải cứ làm. Yeah. Là anh sợ sức khỏe của mình là đi xuống là sợ, tại vì mình đã cũng đang trong cái quá trình là sức khỏe mình xuống, cũng làm đồ nặng không. À. Tối ngủ á, cho người ta ngủ thì do trọn vẹn, ví dụ 7-8 tiếng, mình ngủ chừng 2 tiếng cái thức dậy đi ra đi vô rồi cũng đựng tiếng thức dậy. Mình mãi mình nhất, cái kiểu như mình làm quá đó, mấy cái cơ của mình nhức nhói dữ lắm, yeah. Khó ngủ lắm. Năm mấy tuổi giống như ông già, nhưng mà ngồi dậy là đi tới luôn hết à. Phải làm tiếp đó. Công việc của mình là làm đá là làm nặng đó đúng không? Làm đá là làm nặng. Làm đá là làm nặng, nhưng mà đá của mình là không phải làm như người ta đi dán nhà này kia nọ. Mình làm mấy cái đòn nhỏ thôi. Dạ. Cái đòn để người ta bốc mộ, cái vách rồi đó. À, người ta đặt là cái đó. Mình chỉ mấy cái tháp. Dạ. Cái tháp để hút cốt vô đó. À, trước cái lúc mà chị mà khi mà bị như vậy á, đưa vô bệnh viện á, thì chị có nói gì với anh không? Năm vô thì cũng nói chuyện tâm tình rồi, nói chung thì cũng nói về cái vụ mà sao mà dự định là hai đứa. Dạ. Cuối cùng thì siêu âm cuối cùng á, thì siêu âm bữa đó là hình như là chiều của sau là mổ luôn, thì mới biết là ba đứa. Yeah. À, thì bởi vậy khi mà giờ sang ra đem đồ rồi do cho tụi nó đem có hai đứa thôi, lấy đứa này đưa đứa kia luôn chứ giờ chưa kể bé nữa mà về nhà mới sống. Yeah. Về nhà với cô y tá đó, cái nào đánh dấu giùm tôi nha, để tôi biết đứa nào về đi, là về nhà tôi mới đồ đứa nào màu gì là đánh dấu là đứa nào lớn, đứa nào chị, đứa nào em á. À, rồi.
bên nào là chị nào em, tại vì khi mà sanh ra thì bác sĩ người ta đánh dấu rồi. Nhưng mà mình đi học phục lòng cái cậu là đứa lớn thì nó 1,9 kg, đứa ra đầu tiên rồi đứa kế là 2 kg, đứa cuối cùng là 2,1 kg. Thì cái đó là mình thuộc cái đó ha. À, thuộc cái đó nhưng mà phải biết, tại vì cái đứa 2,1 kg ra sao còn nó lại nhỏ hơn 2 đứa kia. Đó là cái đặc điểm đó. Nhưng mà sẽ đó, tại vì còn nữ tử thì khi mà tiếp xúc trong vòng 10 bữa tuần lễ là tự nó hiểu ý, là mình nhìn chỗ đó là mình biết được. Chứ không thể nào mà lộn được. Trước đó thì chị cũng không có chăn chối gì. Bây giờ anh nghĩ là tại vì có chăn chối gì đâu, đâu có bệnh trước, đâu có tiền sử bệnh án gì đâu, không có, không có chăn chối, tại vì Đi vô, đi chạy, đi thẳng vô luôn, rồi có người thì cho chị. Em có gom chút tiền để cho hậu sự của chị với nuôi cho cháu trả sữa, em có gom được hôm qua nhận được 20 triệu, 20 triệu. Cái con buồn quá, từ từ nhận có gì đâu, chút tiền 20 triệu 300, anh em của em, bạn bè của em thôi chứ em không có đăng trên mạng, là em gom lại làm như ủng hộ cho giúp đỡ cho em, ba đứa nhỏ có tiền trả sữa. Em ở đâu em? Em có bên nhà. Thì anh cũng cũng có là anh cũng cảm ơn gia đình, thì cũng cảm ơn bên Ngọc, rồi cũng như là cũng mà bỏ công ra ấy này kia nọ để ủng hộ gia đình của anh. Coi như là anh gửi lời cảm ơn tới những người bạn của ông cũng như là Ngọc rất là nhiều. Thì ở đây bà con rất là yêu mến chị Yến của chú chị, thì biết chị đã mất á, thì đến đây cũng chia buồn đến anh, giúp đỡ một số tiền để cho mình sau này lo cho mấy bé. Không nhảy lắm. Tập cảm xúc của anh sao không? Chẳng được số tiền lớn này. Nói chung ra thì mình cũng không có nghĩ là mình nhận được cái số tiền nó nhiều như thế, thì mình cũng không có nghĩ là cái những cái nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm đó, tấm lòng của mình, tấm lòng của nhà mạnh thường quân đó, nó đối với cái gia đình mình nó lớn như thế, cho nên thật sự nếu mà nói cảm xúc thì mình cũng không biết là mình tả như thế nào. Rất là cũng vừa đã buồn nhưng cũng vui, nhưng cũng an ủi với mình một hồi nào là trong cái tâm lòng thì quân cũng giúp đỡ cho mình để lo cho mấy đứa cháu sau đó này là dạ để giúp quân trọn vẹn như vậy. Hồi sáng thì anh vô bệnh viện thăm hả? Dạ đi vô thăm mấy đứa nhỏ ấy, qua mấy bé khỏe hết anh? Dạ khỏe, cảm ơn. Thì ngày mai là thiêu. Dạ ngày mai 7 giờ là làm lễ động quan. Dạ. Thì đi vô thiêu ở trong chùa Muôn, trong chạch. Xa không anh? Rồi từ đây tới đó khoảng 20 cây. 20 cây, nửa tiếng hồ. Dạ, tại vì lúc đầu thì nghĩ là thiêu ra, nhưng mà cái khả năng mình không có 7-8 triệu. Dạ. Rồi các chi phí hòm với người này kia nọ thì mình anh em nó bàn là thôi đi vô thiêu củi thì nó xa một chút, mà con cái thì nó cũng là cũng là cũng cái chỗ thiêu đó là thiêu củi hả? Dạ, không phải thiêu điện ha. Thiêu củi 2 triệu. Dạ. Thiêu củi là lò thiêu của mấy người Khmer á. Dạ, miên á.
nhưng mà sạch lắm, nhưng nó cũng nói chung kiểu củi thì không phải là nó trộn lộn cái đống củi vô đó. Yeah. Cái lò nó chất củi hai bên. Yeah. Phải có nó chờ cái đường, chỉ có đẩy cái hàm vô. Yeah. Chứ không phải là nó chất củi là cái như chú Bảy vào thiêu vậy đó. Đó mình có liên hệ với bên đó chưa? Có bên có thằng em nó liên hệ rồi, chứ lại bên cái chạy hàm người ta liên hệ cho mình. Yeah. Chung thì cũng đã sắp xếp hết rồi ha. Dạ, còn sắp xếp xong xuôi rồi, mai là bắt đầu đưa đi. Dạ, ngày mai đi. Thế thì cô chú con chó nó đeo tang luôn rồi nè. Bây giờ người già đeo tang cho nó luôn. Rồi đến đây em xin tạm khép lại video cả nhà. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị các bạn sức khỏe,